Ok, chào mừng anh em mình quay trở lại với kênh của Đoàn của Gia Lai nhé. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên cho anh em mình những cái siêu phẩm về những nguyên khối. Tấm mà anh em mình đang xem thì nó sở hữu chiều dài lên đến là 6m48. Và tấm này bên em có rong vuông và chốt vuông về 1m6. Việc đầu tiên khi mà hàng về đến xưởng vẫn luôn là bước bào trà và xả nhám lấy mặt phẳng cho tấm gỗ trước tiên. Cây này khi mà xẻ thì chia ra làm hai bi. Bi gốc bên em để dài là 3m30, chốt vuông về còn 3m20 hoặc là hơn 3m20 một chút. Bi ngọn để dài luôn bởi vì cái thân kim của nó khá là thuận nên em để dài 6m50 anh em ạ. Mặc dù là với kích thước 6m50 nhưng mà cây này ra cực kỳ êm. Khi anh em mình để ý cho em những cái phần đầu gỗ không hề có những cái điểm bị xé. Đầu năm vừa rồi anh em có theo dõi cây của em thì cũng thấy là khi xẻ cây cẩm hồng anh em xẻ dài, khi mà xẻ ra xong anh em mình chỉ cần rời mình đưa một phát cưa rời ra mặt gỗ là nghe tiếng nổ đùng luôn, là gỗ nó xé ra làm đôi luôn anh em, nó xé nửa tấm luôn. Thế là những cái trường hợp mà cây dài khi mà mình xẻ dài rất là dễ dính cái trường hợp như thế, chỉ cần phần khá đẹp qua mạch cưa thôi là gỗ nó thở sẽ rất là mạnh. 6m50 đoạn khoe 1m8 mình nắm cho em cái phần đầu gỗ này rất là xỉ anh em mình. Quay trở lại với cái tấm ván này thì anh em đang là bào ra, hiện tại thì nó đang là cạnh đũa tự nhiên, tuy nhiên thì tấm này bên em có long vuông lại anh em mình nhé. Mặt đang bào thì nó là mặt dưới thôi, tấm gỗ em cũng không quay được cho anh em mình nó tường tận tất cả các giai đoạn. Tấm này bên em tính là để phe tự nhiên như này, quá là dài mà từng tấm tấm bộ thì em có thời gian thì em ngồi em cắt từng tấm một để quay cho anh em mình được, thì cũng sẽ có những cái tấm mà nó không quay được toàn diện. Rất mong anh em mình cảm anh em mình nhé. Ở phần mặt dưới của sản phẩm thì khi mà bào trà xong bên em sẽ tiến hành lót luôn và không cần phải tẩy anh em mình ạ. Thank you.
Sót mất một cái đoạn là rong buông và bào trà cho mặt tiền, thì cái giai đoạn mà anh em mình đang xem là bên em đã quét qua được một nước nó tay rồi. Thank you.
và bây giờ mời anh em mình cùng xem nước lót tay đầu tiên của tấm chiếu dài tới 6m50 và rộng 1m6 vuông này anh em nhé. Thank you.
tấm này vừa mới phun nó xong anh em mình nhá, vừa mới phun nó xong. Chiều dài của nó là 6m. Chiều dài của nó là 6m48 ạ. Dày là 18 và chiều rộng thì hiện tại bây giờ đang là 1m60 vuông rồi. Bên em xả cơ bản là cũng khá là sạch rác. Vân cũng rất là đẹp. Tấm này cực kỳ xỉ luôn, từ đầu bên này qua đầu bên này. Gần như là không có tỉ luôn. Bây giờ thì mời anh em mình cùng theo dõi tiếp cái tấm này anh em nhé. Ok, em mời anh em mình cùng theo dõi tiếp này. Phần đầu gỗ của nó thì anh em mình để ý cho em này, rất là xỉ, không có tỉ luôn. Anh em thấy không? Rất là êm luôn, không có bị xé tim xé đồ gì hết. Đây đang là một tấm bắt viền luôn ạ. Một tấm bắt viền. Rộng là 1m60, dày 18 và dài cho em là 6m48 anh em mình nhá. Cạnh thì bên em xả cũng cơ bản là sạch rác rồi, tất nhiên nó vẫn còn bám một chút. Nhưng mà những cái phần rác này là những phần rác cứng và không đáng kể anh em nhé. So với một tấm dài và kích thước lớn như thế này thì những cái phần rác này nó còn lại chỉ một chút xíu thôi, không đáng kể. Vẫn rất là đẹp luôn anh em ạ. Em quay anh em mình tham khảo này. Đây mới chỉ là nước lót thứ 3 thôi. Anh em mình nhắc nước lót phun tay đầu tiên, phun máy đầu tiên. Còn bên em là quét hai nước lót tay rồi. Bây giờ mới là nước lót phun bằng máy đầu tiên luôn anh em. Cảnh rất là đẹp. Chỗ này thì nó hơi răn một chút ở đây này. Anh em mình răn trên thôi nhé, dưới không có. Cảnh đẹp nhé. Vẫn rất là ok. Dài là 6m48. Anh em nào cần kích thước như thế này thì có thể là kết nối cho em